phía trước luôn không? Qua cầu này đi vô cái hang coi chơi coi. Nhưng mà để xe đây cái sao chú? Rồi con bước xuống nè. Để bà nội giữ cho. Con nép qua cho bà xuống trước. Bà nội giữ cho. Đứng lên. Mới mua. Còn tiền hôm qua kia mới làm cho ăn nè. Cắm hai đứa nào. Trời. Rồi. Bước xuống. Không có. Nhưng mà qua con này đi bán xong nó xong. Ừ. Rồi đi đi, đi đi. Nước trong ghê quá. À, nước lúc này nó chỗ này nó còn sạch. Má xuống luôn má. Xuống coi luôn đi, để xe đâu sao đâu. Có cá không? Cá có cua gì không? Cá quá trời luôn. Đâu, cua đâu. Ô. Đây rồi. Kệ nó bơi. Để đây luôn. Nhìn chưa? Ờ, có bàn thờ, có bàn thờ thờ Phật. Thờ cái vị thần. Thờ Phật. Nhưng mà mình đâu có vô trong là cái cá thề. Nhưng mà mình đâu có vô trong cái cổng được đâu không? Được. Ồ, ở trong này có cái chỗ thờ. Ồ, hay giờ có những cái lỗ nè. Có những cái lỗ rất là lớn. Đâu quá, cái thờ luôn. Sao má? Ồ, hang này là chỗ này nó thờ đúng chân nhưng mà đâu có thì ở đây mới vừa có người ở đây không? Ở đây mới có nhà mới có người nhà rồi. Rồi có nhiều lắm em ơi. Lên coi đi Khang, lên coi thử con. Thì sâu tuốt cái trong á nhiều cái. Ừ, ba đang quay nè.
khang lên được á, khang lên được á. Có thợ trong đó đó. Hồi xưa nước biển lên tới đó đó. Xưa nước biển lên tới tới trên cái ngấn ở trên đó. Sóng đánh mới có những cái lỗ đó đó. Không mà đẹp quá chứ. Thì đó hang không á. Hang động chằng chịt. Kệ cho nó chơi cho đã thôi. Chậu vậy. Nè. Cua hả? Ba. Ơi. Ướt đúng rồi, mưa nó ướt á. Nước khi mà chiều cường dâng lên là nó ngập lúc chỗ này luôn á. Ừ, con lên đi, con lên con con niệm Phật nha. Được được. Em Long lên anh hai leo được. Được lên thử coi, lên. Lên đi con. Đó, có cái sàn trong đó đó. Ở đây có, ở đây nhang cũng có. Giờ đó, mẹ giờ đó. Có gì không? Phật A Di Đà. Phật A Di Đà hả? Dạ. Mày nói đi. Mày nói đi. Alo. Ủa nó không dội rồi. Vô hang nó dội. Ờ, vô kia nó dội. Mày nói đi. Mày nói đi tham quan bên đây nè. Ê. Thấy chưa? Thấy chưa? Kể nó đi. Kể đi, kể đi, 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 đi. Một lát nó xong rửa luôn. Sình bụng không có gì đâu dơ. Rửa nước này nè Khang. Kia cái lưỡi vuốt chốt chảy cho rửa. Rửa nước này rửa sạch sẽ đi rồi lên kia rửa nước ngọt sao. Ui. Con gì đây nè? Con gì mà cái đầu nó bự mà cái đuôi nó dài? Còng. Hả? Còng hả ba Khía? Không phải, cái con như con gì mà nó hồi nó mọc đuôi gì nó lên bờ thịnh nha. Khang ơi, đây đã đó bà con. Con ếch à? À, con ếch. Con ếch mà trước khi nó thành ếch. Anh nông nọc. Phải không? Phải nông nọc không? Mà sao đuôi bự gì sao cũng được. Đâu, ở đâu? Ừ, đúng rồi, con nồng nọc gì đó mà bự. Bự cỡ bằng ở đâu, ở đâu? Ngón tay nè, đằng dưới nước á. Đi mất rồi. Nó bò nó lộ lẻ lắm, nó lộ lắm. Cái đuôi nó đẹp quá. Dài ra gì nè. Cái đầu nó bự lớn nha. Con ờ con rắn á, rắn nó kêu gì á. Dạ. Nó kêu chít 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 á. Đây con gì thế này, con rắn gì nè. Đây con cá gì nè. Đó, cá gì đó. Chưa thấy không, thấy nó lộ ra.
hai ba con luôn. Không, hồi nãy con khác. Nãy bà đậu thấy con khác. Con này mình già luôn. Đây này à. Thấy con này nè, nó khác rồi, con nãy khác nữa. Có cá. Nhìn xa thì nó nhỏ xíu. Có đây có cá rồi. Hồi nãy bà nổi thấy con bự hơn. Rắn rồi. Rắn thôi nè. Hồi nãy nó thấy con bự hơn thôi. Ba con sợ luôn. Ồ, đẹp đi đâu, có đâu sợ con. Đâu có đắng đâu. Thì con gì giống nó kêu thôi. Cái này nè, biết sao không? Người ta lên đó ta nằm ngủ còn được nữa đó. Nguyên tảng bằng trang luôn đó. Đó, vừa bằng đá đó. Mấy ông hồi xưa, mấy ông mà điện võ á. Ông kiếm cái chỗ đưa ra mà nó cao á, không còn được á. Rộng rãi thoải mái. Không điện võ, còn gì đó. Ủa nó lên luôn rồi hả? Nó không xuống nữa hả? À đây hả? Vô đây là đẹp lắm nè. Trong đây rất là đẹp. Vô đây rất là đẹp. Đây tới đây, tới đây thằng này đó. Quang cảnh rất là đẹp. Cái này nè ba. Cái này là đá này nè, đá này nó mới đẹp nè. Alo. Đá đó đó, quay phim trong phim. Alo. Đá đó đó. À tiền hả? À đang đi chơi, đang ở hang Mo So nè. Hang Mo So, hang cá sấu á, hang Mo So Kiên Lương á. Ừ. Ba. Ủa mà xài số lạ quá vậy? Ba. À. Ừ. Đang vô trong hang chơi. Ý là đang ngắm cảnh, đang coi ngắm cảnh ở trong hang cá sấu. Ừ. Chút nữa đi Hà Tiên. Ừ. Biết nó đi rồi chán về. Đi chơi vòng vòng vậy đó là chán rồi về. Ừ. Ăn cơm chưa? Cơm chưa? À. À. Vậy hả? Chú 200 hả? 97 hả? À, lô ba con hả? Hôm qua tao được 1.97.000. Ờ. Tính về lãnh mười mấy tỷ mà cuộc lãnh được có 1.000.000 mà chưa đổi nữa. Ừ. À. À bye bye. Bye ha.